43. Phẩm phương đông bắc. Lúc bấy giờ trời Đế Thích nghĩ, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào chỉ được nghe một lần về danh tự pháp môn kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì nên biết họ đã được gần gũi cúng dường, phát hoằng thệ nguyện, gieo trồng các thiện căn ở chỗ vô lượng Như Lai ứng chánh đẳng giác thời quá khứ, và được nhiều thiện tri thức hộ trì, huống nữa là người ghi chép, thọ trì, đọc tụng, suy nghĩ đúng lý vì người diễn nói, hoặc tùy theo sức mình mà tu hành đúng pháp, thì nên biết người này quyết chắc đã được gần gũi thừa sự cúng dường, cung kính tôn trọng, tán thán trồng nhiều cội đức với vô lượng chư Phật quá khứ, đã từng nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nghe rồi thọ trì đọc tụng suy nghĩ vì người diễn nói như lời dạy tu hành, họ khéo vấn khéo đáp kinh này, nhờ phước lực đó nên nay thành tựu việc này. Thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đã từng cúng dường vô lượng Như Lai ứng chánh đẳng giác thì được công đức thuần tịnh, nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa này, tâm không kinh hãi, không lo không sợ, nghe rồi tin vui như lời nói mà tu hành, nên biết người này đã ở trong trăm ngàn kiếp quá khứ tu tập bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì thế nay được thành tựu việc này. Khi ấy Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe những nghĩa lý trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này mà không kinh hãi, không sợ sệt, không nghi ngờ, nghe rồi thọ trì đọc tụng suy nghĩ, ghi chép giải thích như lời nói tu hành, thì nên biết người này đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề được bất thối chuyển. Vì sao? Vì nghĩa lý của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa khó tin hiểu, nếu đời trước không tu tập lâu dài về bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa thì đâu có thể vừa nghe liền tin hiểu được. Bạch Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đến Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà sanh tâm chê bai hủy báng, thì nên biết người đó đời trước do lòng tham sân si che lấp, nên đối với kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này cũng đã từng hủy báng. Vì sao? Vì người ngu si ấy nghe nói đến nghĩa lý của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, do sức mạnh tập quán không tin không vui, nên tâm không thanh tịnh. Vì sao? Vì đời trước người ngu si ấy chưa từng gần gũi chư Phật, Bồ Tát và chúng tăng, chưa từng thỉnh hỏi làm thế nào để hành bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa. Làm thế nào để trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không? Làm thế nào để tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo? Làm thế nào để học 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng? Vì thế, nay nghe nói đến Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, liền chê bai hủy báng, không tin không vui, tâm không thanh tịnh. Trời Đế Thích thưa: Bạch Thế Tôn, nghĩa lý của Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế quá sâu xa, khó tin hiểu. Thiện nam tử, thiện nữ nhân nào chưa thâm tín, chưa ưa thích tu tập bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa lâu dài, chưa thâm tín, chưa ưa thích an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, chưa thâm tín, chưa ưa thích tu tập bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, chưa thâm tín, chưa ưa thích tu tập tám giải thoát, chín định thứ đệ, năm thần thông, chưa thâm tín, chưa ưa thích tu học 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng và vô lượng vô biên Phật pháp khác, thì khi nghe nghĩa lý sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa này, họ không tin hiểu hoặc sanh tâm hủy báng, cho rằng chưa phải là hy hữu. Bạch Thế Tôn, nay con kính lễ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, con kính lễ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tức là kính lễ trí nhất thiết tướng. Khi ấy Đức Phật bảo trời Đế Thích: Kiều Thi Ca, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, kính lễ Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là kính lễ trí nhất thiết tướng. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, hoặc trí nhất thiết, hoặc trí đạo tướng, hoặc trí nhất thiết tướng, đều từ Bát Nhã Ba La Mật Đa sanh ra. Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn trụ trí nhất thiết tướng của Như Lai, thì phải trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn sanh trí nhất thiết, trí đạo tướng của Như Lai và các công đức khác, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn dứt hẳn tất cả phiền não tập khí nối nhau, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển bánh xe diệu pháp, độ loài hữu tình, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn được quả dự lưu nhất lai bất hoàn A La Hán, độc giác bồ đề,
thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa, Kiều Thi Ca. Thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn an lập hoàn toàn các loài hữu tình, có chủng tánh thanh văn vào thanh văn thừa, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn an lập hoàn toàn các loài hữu tình, có chủng tánh độc giác vào độc giác thừa, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn an lập hoàn toàn các loài hữu tình, có chủng tánh đại thừa vào vô thượng thừa, làm cho mau chứng được sự mong cầu vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn được công đức tối thắng trong ba cõi thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn dẹp tất cả bè đảng đen tối thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn hộ trì hoàn toàn các chúng bí xô thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trời Đế Thích thưa, bạch Thế Tôn, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát trụ sắc như thế nào, trụ thọ tưởng hành thức như thế nào, trụ nhãn cho đến ý như thế nào, trụ sắc cho đến pháp như thế nào, trụ nhãn thức cho đến ý thức như thế nào, trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến bố thí Ba La Mật Đa như thế nào, trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không như thế nào, trụ bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo như thế nào, trụ mười lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng như thế nào. Bạch Thế Tôn, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát làm sao tu tập sắc, làm sao tu tập thọ tưởng hành thức, làm sao tu tập mười lực của Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Đức Phật bảo Trời Đế Thích, Kiều Thi Ca, hay lắm, hay lắm. Nay ông nương thần lực Phật có thể hỏi Như Lai nghĩa sâu xa như thế. Hãy lắng nghe, lắng nghe, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói. Này Kiều Thi Ca, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát đối với sắc không an trụ, không tu tập, đó là an trụ và tu tập sắc. Đối với thọ tưởng hành thức không an trụ, không tu tập, đó là an trụ và tu tập thọ tưởng hành thức. Đối với nhãn cho đến ý không an trụ, không tu tập, đó là an trụ và tu tập nhãn cho đến ý. Đối với sắc cho đến pháp không an trụ, không tu tập, đó là an trụ và tu tập sắc cho đến pháp. Đối với nhãn thức cho đến ý thức không an trụ, không tu tập, đó là an trụ và tu tập nhãn thức cho đến ý thức. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến bố thí Ba La Mật Đa không an trụ, không tu tập, đó là an trụ và tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến bố thí Ba La Mật Đa. Đối với pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, không an trụ, không tu tập, đó là an trụ và tu tập pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không. Đối với bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo không an trụ, không tu tập, đó là an trụ và tu tập bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Đối với mười lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng không an trụ, không tu tập, đó là an trụ và tu tập mười lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát đối với sắc không thể an trụ, không thể tu tập. Đối với thọ tưởng hành thức không thể an trụ, không thể tu tập. Đối với mười lực Phật không thể an trụ, không thể tu tập. Cho đến đối với 18 pháp Phật bất cộng không thể an trụ, không thể tu tập. Lại nữa, Kiều Thi Ca, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, các đại Bồ Tát đối với sắc chẳng phải an trụ, chẳng phải không an trụ, chẳng phải tu tập, chẳng phải không tu tập, đó là an trụ và tu tập sắc. Đối với thọ tưởng hành thức chẳng phải an trụ, chẳng phải không an trụ, chẳng phải tu tập, chẳng phải không tu tập, đó là an trụ và tu tập thọ tưởng hành thức.